Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì hai anh em lại đi lên chơi suối các bác nhé. Hôm nay thì đây thì thác sau này thì thấy là đẹp rồi. Tí nữa hai anh em sẽ tu tạo một tí cho nó đẹp hơn. Sẽ đắp ngang suối này một tí để cho nước nó dâng lên để chưa có chỗ tắm. Còn ở đây sẽ làm một cái một cái sạp đấy để anh em ngồi ăn trưa với lại để nghỉ ngơi nữa. Nước hôm nay thì quá là tiện rồi, tí là anh em bắt một cái ống dẫn nước. Bên kia nó cao cũng chả dám trèo vì đá nó trơn các bạn, thì không trèo nữa. Đây là cũng khá là đẹp rồi đấy. Ở hai bên rìa thì nhiều cây lành hành này các bác này, tí là Tài sẽ chặt và tập kết cây ở dưới này. Đây. Ê, anh bỏ dưới đây đi. Nào to. Ui, có cua kìa. Ăn luôn, ăn luôn. Đây các bác, săn cua thế. À, tóm được con cua rồi các bác ơi. Nó động nó ra luôn rồi các bác. Mùa này cũng là mùa cua đấy. Mùa cua đá. To đấy chứ. Hôm nay anh em rất hoành tráng luôn, có cả nồi niêu các thứ đầy đủ luôn. Tìm gì đấy? Ngâm à. Đem một ít nước ngọt đi để uống. Tài sẽ đi chặt cây nhé, chặt cây bên kia. Còn mình thì ở nhà thì cải tạo cái hồ này. Đây toàn cái cây to các bạn. Tôi sẽ đi kiếm ít củi để mà nấu cơm. Tài thế làm cái sạp chỗ để trưa nay để nghỉ ăn cơm. Bây giờ đi kiếm củi. Tài thế đang làm cái máng nước. Đang vét máng các bạn. Đang vét cái đốt để cho nước nó chảy. Xem trình độ hình dao của Tài ác hết đấy. Cái rừng phải có dao nhọn các bác nhé. Có dao nhọn nó không làm ăn gì được đâu. Tiện nhiều cái. Đây là chảy đầu kia à? Vâng, chảy ra đầu kia. Bây giờ cho vào. Rồi, bây giờ kiếm củi.
Đây, Tài đã tập kết cây về đây rồi. Ở đây là tiện cây lắm. Chứ không phải trẻ đâu, hay để nguyên này. Tài dạ. Phải trẻ đôi không? Hắc đẹp chưa các bác? Ở đấy cái máng nước kìa, tí là bắc lên là bắt đầu nước nó chảy xuống đây đẹp lắm. Còn bên này thì cho nên nhóm lửa đã cháy rồi. Thế vo gạo đi là nấu. Nấu cũng là nấu nồi gang này các bác. Lại cái này tôi đem theo một ít gạo. Gạo đây. Đây. Trong này là một con gà. Đây con cá với con cua. Lửa đã cháy sập. À, bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm. Nước lấy kia các bé, bên khác này này. Cơm sắp chín rồi các bạn. Hôm nay hai thằng ăn thế này thôi. Gần là hai bát gạo. Còn bên này thì Tài cũng sắp xong rồi. Con này phải nhìn đẹp hẳn kìa. Bây giờ đi kiếm ít củi gỗ nó tí để nướng con cá. Hả? Đồ bát bên dưới này. Hay quá. Cua một con cá.
Ở đây thì toàn cái rừng lành hay như này, toàn là cái đóm thôi, còn kiếm được ít củi thôi. Đây, con cá nướng thì tầm này củi chắc là đủ đấy. Khá là dốc. Tay ấy kìa, ở trên này nhìn xuống đẹp lắm các bạn, bao quát mà. Bên này là thác trên đổ xuống rồi các bác. Khá là gì, chỗ này khá là dâm luôn. Bây giờ lao củi xuống thôi. Đây, tài làm xong rồi các bác. Thì vừa đi kiếm củi về. Rửa rồi à? Hay là chưa rửa? Hôm qua tát nước rồi cũng không rửa. Nước nổi tí. À, sáng đi mua mấy lon nước vứt rồi kia kìa các bác kìa. Đấy. Bằng nước đi. Mặt thế, nước đá. Nói chung là cái chỗ ăn nghỉ trưa thì cũng coi như là cũng xong rồi các bạn. Bây giờ thì tài sẽ kiếm một ít lá để là làm mát, tức là chống nắng ở trên một tí. Sợ tí là mặt trời nó lên cao ấy, lên giữa là xuống là anh em bị nắng. Còn tôi thì tí là nướng cá, với lại cơm chín rồi đấy. Còn con gà tí là làm món gì thì tí nữa tôi sẽ quay sau. Lấy chuối nhỉ, lấy cây chuối đi. Cây chuối thì sẵn đây rồi, khi mình có. Đang khô được. Đấy. Cây chuối quên mang hạt rồi. Chặt ra rang lên thôi. Đang kiểm tra cơm cho các bác. Đã ổn chưa? Rừng đi suối này xem nó nấu cơm có chuẩn chưa. Đúng rồi. Đẹp à? Hòa lắm. Thế nào? Nước xuống rồi các bạn. Phát hết củi rồi. À, đây là anh em ra cố để chống nắng buổi trưa. Còn cái lá này thì để chặn ở dưới đáy của cái hồ bơi anh em của chúng tôi. Tí là phủ một ít lớp cát vào. Tiến chưa? Cái này như là cái nhà luôn rồi mà. Đẹp thế. Và bây giờ thì mổ cá mới nướng luôn. Wow, đây đây. Đây là anh em đang dẫn nước về đấy các bác. Ui, bắn lắm. Cho nó ra một tí nữa đi. Được rồi. Đẹp chưa các bác? Tài lên trên để lắp cái máng nước. Nước đang chảy xuống.
Mặt nước hình như hơi ngắn quá. Chảy rồi. Đẹp thế. Ui. Nổ. Kinh thế. Vãi trưởng. Như mưa nhỉ. Kinh nhỉ. Nhưng mà đẹp thế, mày đẹp. Không cần đâu, để đẹp. Nhìn xuống như quá. Tí là tắm ở dưới này luôn. Bể bơi 5 sao, nhìn sao. Kia mới là dòng chính này quá. Tí anh em nấu nướng. Quá đẹp. Đấy thì quay toàn cảnh. Đây là chỗ anh em nghỉ trưa này. Ăn uống ở đây. Nằm ngủ ngủ đây. Bên kia là tắm rửa. Nước nước. Con bò ngựa. Đây cho nó chơi ở đây. Các bạn ấy tỉa đi cũng được, vì chiều này nó không nắng đến bọn đấy, không liên quan đến bọn đấy. Giờ này mới đi cải tạo thì đẹp đấy nhỉ.